Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về 5 điều ở con gái mà sẽ khiến cho đàn ông cảm thấy rất thu hút. Đó có thể, những cái điều này có thể khiến các bạn rất bất ngờ đấy. Những điều rất đơn giản thôi nhưng mà lại khiến cho người đàn ông cảm thấy vô cùng có sức hút ở một cô gái. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến vào chủ đề chính nhá. Điểm đầu tiên mà khiến các chàng trai cảm thấy rất thu hút ở cô gái, đó chính là khi mà cô gái ấy mặc đồ của mình. Khi mà các bạn mặc đồ của chàng trai mà mình yêu á, của người yêu mình hoặc người chồng của mình ấy, các bạn mặc bộ đồ của anh ấy, mặc cái áo sơ mi của anh ấy hoặc mặc áo khoác của anh ấy chẳng hạn, anh ấy sẽ thấy các bạn rất thu hút. Bởi vì sao? Anh trong lòng anh ấy lúc đó sẽ có suy nghĩ là ồ, đây là cô gái của mình, đây là cô gái thuộc về mình, và anh ấy sẽ rất thích. Bởi vì cái cách mà, ví dụ bạn mặc một chiếc áo sơ mi của chàng trai của mình chẳng hạn, cái cách mà bạn mặc nó khác với cái cách mà anh ấy mặc. Anh ấy mặc nó thì tức là nó như một chiếc áo sơ mi bình thường ngắn, nhưng mà bạn mặc, khi bạn mặc vào ấy, thì bạn mặc vào thì nó có cảm giác như là cả một chiếc váy của các bạn rồi mà các bạn không cần phải mặc quần ấy. Nó sẽ khiến người đàn ông cảm thấy rất là thích thú, bởi vì nó thể hiện cái sự con gái ở đó. Mà đàn ông thì rất thích thú với cái điều này. Người ta thường thích thú với những cái mà người ta không có, mà người ta thấy các bạn rất nữ tính. Hơn nữa là lại mặc áo của anh ấy khiến cho anh ấy cảm giác là ồ, cô gái dễ thương này chính là của mình. Điều số 2 mà khiến các chàng trai cảm thấy thu hút đó cô gái của mình, chắc chắn sẽ khiến các bạn bất ngờ với điểm này, đó chính là một gương mặt mộc không trang điểm của các bạn. Đôi khi đó là chàng trai các bạn yêu, các bạn video call với nhau vào một buổi sáng sớm khi mà mình vừa mới ngủ dậy, đầu óc thì còn rối bù lên, nhưng mà anh ấy vẫn thấy thu hút và đáng yêu. Và khi mà các bạn video call với anh ấy, khi mà các bạn đang mặc bộ đồ ngủ với gương mặt mộc và ở trên giường thức dậy vào buổi sáng, anh ấy sẽ nghĩ nó sẽ tạo cho người đàn ông có những cái tưởng tượng, những cái tưởng tượng rất thú vị về cô gái mà mình yêu. Lúc đấy anh ấy sẽ nghĩ là ôi, giá như là mình có thể ở ngay cạnh với cô ấy lúc này, ôm lấy cô ấy trong bộ đồ ngủ dễ thương như thế thì sẽ thích thú như nào. Sau đó anh ấy sẽ mở rộng trí tưởng tượng của anh ấy ra rằng mình đang được ở bên cạnh người yêu của mình nó như thế nào. Thế cho nên các cô gái đừng sợ để mặt mộc, hoặc là đừng sợ mà mình phải mặc đẹp, thật là đẹp ở trước mặt anh ấy. Bởi vì bình thường ấy, anh ấy nhìn thấy các bạn chỉn chu, các bạn trang điểm, hoặc là các bạn mặc đồ đẹp mà anh ấy quen rồi. Nhưng mà tự dưng anh ấy thấy các bạn mặc đồ rất là đơn giản, đó là một bộ đồ ngủ chẳng hạn, mặt mộc, anh ấy sẽ cảm thấy nó là một cảm giác mới mẻ. Anh ấy sẽ thích thú với điều đó. Điều số 3 mà khiến các chàng trai rất thích và thấy rất cực kỳ thu hút ở cô gái mà các cô gái làm, đó chính là, ví dụ như các bạn chưa yêu nhau chẳng hạn, các bạn đang thích nhau, ví dụ trong một đám đông đó, các bạn nói chuyện với một người khác nhưng mà các bạn lại giao tiếp ánh mắt với anh ấy, thì đây chính là một điểm mà nó sẽ khiến cho anh ấy cực kỳ thích thú. Anh ấy sẽ thấy mình rất là đặc biệt. À, cô ấy đang để ý đến mình là một người đàn ông đặc biệt với cô ấy. Lần sau khi các bạn muốn chàng trai của mình cảm thấy thích mình hơn thì hãy giao tiếp bằng mắt với anh ấy nhé. Thậm chí điều này có tác dụng ngay cả khi người đó đã là người yêu của các bạn hoặc đã là chồng của các bạn. Khi các bạn nói chuyện với ai đó, hãy giao tiếp bằng mắt với anh ấy, thể hiện sự đặc biệt của anh ấy. À, thể hiện cái sự chú ý của các bạn đang ở về phía anh ấy cơ. Đó. Hoặc đôi khi là các bạn đang ở công ty chẳng hạn, các bạn đang nói chuyện mà ngồi ở một cuộc họp, các bạn đang nói chuyện với người này nhưng các bạn lại thể hiện cái ánh mắt của mình, hướng cái ánh mắt của mình về phía cái người mà mình thích ấy, thì đó cũng là một cách mà người ta cảm nhận được rằng à, cô ấy đang để ý đến mình và mình là đặc biệt. Đây cũng là một cái cách rất là thú vị để các bạn có thể phát hiện ra một người liệu có thích các bạn không á. Khi một người đang nói chuyện với người khác mà lại để ý đến các bạn, hướng ánh mắt về phía các bạn, giao tiếp bằng mắt với các bạn, thì điều đó thể hiện rằng người đó đang thích các bạn. Điều thứ tư cũng rất kỳ lạ, thể hiện một cô gái thu hút đối với chàng trai của mình, đó là khi các bạn giận, nhưng các bạn giận dỗi một cách đáng yêu. Đôi khi chỉ một cái cử chỉ rất nhẹ nhàng của con gái, ví dụ là khi mình giận, mình xị cái mặt ra thôi, cũng khiến cho các chàng trai cảm thấy ôi, cô gái này đáng yêu quá. Chính cái sự giận dỗi đáng yêu của các bạn, nó thể hiện cái sự con gái ở đó mà người đàn ông người ta rất thích. Nhiều khi con gái hay giận với những cảm xúc tiêu cực đến đương nhiên là đáng không thích rồi, nhưng mà khi các bạn lợi dụng cái sự giận đó để thể hiện sự đáng yêu của mình thì nó lại có một hiệu quả rất tuyệt vời và đàn ông rất là thích. Thế cho nên lần sau khi các bạn giận, anh ấy nói câu gì hoặc làm cái gì mà các bạn giận, các bạn hãy nghĩ một cái cách khác đi, đừng giận như mọi lần nữa. Hãy nghĩ một cách là mình giận như thế nào cho nó đáng yêu hơn nhỉ, để anh ấy thích mình hơn, chứ không phải là để mình giận xong rồi nó làm tổn thương tình cảm của bọn mình rồi là tình cảm đi xuống.
mình lại lợi dụng cái sự giận đó để thể hiện sự đáng yêu của mình. Ví dụ nhá, ví dụ là mình rất là thích chồng mình đi giày cho mình vào mỗi buổi sáng để mình đi làm chẳng hạn. Ví dụ hôm nay không đi giày cho mình thì lúc đó mình sẽ giận, mình sẽ lợi dụng cái sự giận này để thể hiện sự đáng yêu. Ví dụ như là tại sao hôm nay không đi giày cho em, không đi giày thì làm sao mà em đi ra ngoài được, anh chẳng chiều vợ một tí nào cả. Anh có biết là chồng người ta ngày nào buổi sáng nào cũng chủ động đi giày vào cho vợ không, anh thì lúc nào cũng phải để nhắc. Nó không mang theo cái cảm xúc tiêu cực. Và đôi khi cái sự so sánh là ở với chồng người ta, nó không mang theo những cảm xúc là thực sự là muốn so sánh anh ấy, mà thực sự nó thể hiện cái sự giận dỗi của mình thôi. Và người đàn ông có thể cảm nhận được điều đó, thì thành ra là mình sẽ lợi dụng những cái sự giận dỗi đó để thể hiện sự đáng yêu của mình. Hoặc ví dụ cái tình huống thứ hai là mình thể hiện cái sự giận của mình nhưng mà mình cố gắng thể hiện cho nó đáng yêu. Ví dụ như là chồng mình thì hay để cái giá mà để đũa rất là cao mà đôi khi là mình với không tới được, thì lúc đó mình sẽ giận chồng mà mình nói là hôm nào anh cũng để đũa cao như thế này thì ai mà lấy được, đi ra đây lấy đũa cho em đi. Xong rồi thấy cái vóc dáng của mình loay hoay đang trèo lên để lấy cái đũa thì chồng mình chạy ra và nói rằng rồi ôi đến bao giờ thì em mới lớn được đây, nào cũng như một em bé, bao giờ em mới lớn được đây, nào ra đây lấy đũa cho em bé nào. Đó là cái cách mà mình thể hiện cái sự giận dỗi của mình, các bạn hãy tham khảo nhé. Và cái điều số 5 mà đàn ông cảm thấy hấp dẫn ở cô gái đó chính là cái sự tự tin của các bạn, cái sự thoải mái của các bạn. Ví dụ một buổi sáng thức dậy thấy người yêu của mình đang vươn vai trước ánh sáng mặt trời, cảm thấy đó cái sự thoải mái của cô ấy, nó người ta cảm thấy hấp dẫn vô cùng các bạn ạ. Bởi vì sao? Bởi vì trong cuộc sống này họ cần lắm những cái cảm giác, đó là cái sự thoải mái và cái sự bình yên. Chính cái việc các bạn vươn vai trước mặt trời vào buổi sáng, nó thể hiện rằng đó là một nơi, bạn là một nơi bình yên, và anh ấy sẽ muốn ở bên cạnh bạn nhiều hơn. Anh ấy thích cái sự thoải mái đó, anh ấy thích cái cảnh tượng tuyệt vời đó. Thế cho nên là khi ở bên cạnh người mình yêu, hãy cố gắng nhiều nhất để có thể thể hiện cái sự thoải mái của mình. Đừng quá gò bó, đừng quá căng thẳng. Đương nhiên là đôi khi các bạn sẽ căng thẳng nếu như đó là một cái mối quan hệ mà mình chưa chắc chắn, đúng không? Đôi khi sẽ căng thẳng, nhưng mà hãy giả vờ là mình tự tin, giả vờ cho đến khi mình thực sự tự tin các bạn ạ. Đó là cái cách mà từ chưa tự tin mình cũng giả vờ là mình tự tin, chưa thoải mái mình hãy cứ làm như là mình đang thực sự thoải mái đi các bạn nhá. Các bạn thân mến, đó là những nội dung cho ngày hôm nay, 5 điều đàn ông thấy thu hút và hấp dẫn ở phụ nữ. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn vào like. Và nếu chưa nhấn vào subscribe, hãy nhấn vào subscribe luôn để không bỏ lỡ những video thú vị về tình yêu. Còn hôm nay, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng giải đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình nhé. Trước khi bắt đầu thì các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút subscribe cũng như nút chuông bên cạnh subscribe để nhận được những video mới nhất khi mình vừa mới đăng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với câu chuyện hôm nay thôi. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: chị ơi, chị có thể giải thích chuyện này giúp em được không? Em và anh ấy quen nhau 8 tháng, anh ấy đã có gia đình và vẫn còn sống với vợ, nhưng đã nói với em là ly thân. Tết này anh bỏ cả gia đình vào chơi với em. Em cảm nhận được anh thương em là thật và rất cưng chiều em. Em chỉ mới có tình cảm với anh ấy thôi, chứ trước đó em hoàn toàn không thương anh. Tự dưng hai đứa vẫn vui vẻ bình thường, rồi anh im lặng, tính đến nay đã 1 tháng rồi. Em cũng coi nhiều video của chị, không nhắn tin, không gọi điện, chỉ nhắn một tin nhắn. Rồi hôm qua em mới nhận được tin nhắn của anh, nói anh là người lựa điện thoại, không phải chủ nhân của người em hay nhắn, và bảo em liên lạc với số khác đi vì anh không dùng số này nữa. Lý do anh muốn là gì vậy chị? Xin chị cho em một lời khuyên. Anh cũng lo cho em mỗi tháng, em không vì vậy mà luôn tỏ ra cần anh hay lệ thuộc ở anh. Có phải anh không còn lo cho em được nữa nên mới phải im lặng không chị? Gia đình em ai cũng biết anh, vì ban đầu quen em không cho anh về gia đình mà anh cứ đòi mãi, nên gia đình em ai cũng biết chuyện hai đứa. Trước ngày anh im lặng một ngày thì anh vẫn gọi cho em như thường. Anh bảo rất nhớ em và sẽ sớm gặp em. Anh ở xa em gần 1.000 cây số. Vậy lý do gì anh im lặng với em? Và chị cho em lời khuyên đi ạ. Sau này liệu anh có tìm lại em không? Vì ngày trước anh biết em do qua người bạn của anh, và anh cũng biết em là người khó chinh phục. Anh theo đuổi em gần 3 năm em mới chấp nhận quen. Trước đó bạn của anh cũng đã từng theo đuổi, nhưng em chỉ chọn anh sau đó. Em cảm ơn chị. Em thân mến, em có bảo là bọn em quen nhau, tức là yêu nhau được 8 tháng rồi, đúng không? Sau đó anh ta cũng theo đuổi em 3 năm rồi. Vậy mà tất cả những cái liên lạc của em có thể tìm được của anh ấy chỉ có mỗi cái số điện thoại đấy thôi sao?
em không có Facebook, không có Zalo, không có tất cả những thứ khác của anh ấy sao? Đúng không em? Từng đấy năm rồi em quen nhau mà em chỉ có mỗi cái số liên lạc là cái số điện thoại đấy thôi à? Nó làm chị rất là hoài nghi ở cái mối tình này. Và rất có thể ở trong cái mối tình này em là một người mà chỉ là để anh ấy vui chơi qua đường cái lúc mà anh ấy đang gặp rắc rối trong chuyện tình cảm gia đình thôi. Đương nhiên là ở đây là chị phân tích những cái đó ra cho em để em nhìn nhận cho nó khách quan, chứ mình không có bị tình cảm chi phối quá nhiều. Bởi vì khi mà em yêu một chàng trai thì em sẽ bị tình cảm chi phối, và đôi khi mình sẽ không có cái sự tỉnh táo ở giống như một người ngoài mới nhìn vào cái mối tình đó. Cho nên việc của chị là chị muốn chỉ ra cho em tất cả những cái khả năng mà có thể là mà nó có thể xảy ra với em, để em có cân nhắc cho nó phù hợp. Rất có thể anh ấy không chân thành với em đâu, anh ấy chỉ là lừa dối mình thôi. Đương nhiên một người đàn ông ấy, khi người ta ra ngoài người ta tán tỉnh một cô gái, người ta không thể nói rằng gia đình của anh rất hạnh phúc, vợ của anh rất tốt, chỉ là anh muốn quen một cô gái mới thôi. Không em ạ. Hoặc cũng có thể là thật, gia đình anh cũng gặp rắc rối thật, anh đang cãi nhau với vợ của anh. Hoặc cũng có thể là anh làm xa, anh lạnh nhạt với vợ của anh và anh muốn tìm một ai đó ở gần với anh, ví dụ vậy. Thì đấy cũng là một trong những tình huống nó có thể đang xảy ra với mình mà mình phải nhận biết em ạ. Chứ còn cái việc mà bây giờ nha, ví dụ nha, điện thoại của anh ấy thực sự có một người nhặt được thì sao? Nếu mà chị là một, ví dụ chị là một người xấu mà chị là một người hám của mà chị nhặt được một cái điện thoại đi, chị có dại dột gì, chị có dở hơi gì mà chị nhắn tin lại cho cái người, mà chị đi nhắn tin lại cho cái người quen của chủ nhân cái điện thoại đấy là à, bây giờ tôi nhặt được cái điện thoại này, tôi không phải chủ nhân đâu, hãy liên hệ với người chủ đi à? Không, nếu chị thực sự là một người mà nhặt được cái điện thoại đấy mà chị tham ý, thì chị sẽ vứt ngay cái sim đấy đi. Rồi gì? Rồi chị cầm cái điện thoại chị dùng. Đấy, ví dụ như thế, ví dụ là một người tham người ta sẽ làm như thế. Chứ không có hơi đâu mà người ta lại nhắn tin, mà người ta quan tâm đến các mối quan hệ của chủ nhân cái điện thoại đấy như vậy. Đúng không em? Và một cái tình huống nữa là ngay cả khi cái anh chàng này anh ấy mất điện thoại đi chăng nữa, mất thật đi chăng nữa, anh ta sẽ làm lại được sim, mua lại được điện thoại để tiếp tục dùng, để gọi điện cho em chứ. Làm gì có chuyện hoàng tháng trời mất điện thoại cũng không làm lại số, đúng không em? Đấy, xong rồi lại có thêm cái tình tiết là em quen nhau bao nhiêu năm đấy, em không có một cái liên hệ nào khác, Facebook đâu, Zalo đâu, những cái người bạn chung đâu. Đấy, tất cả những cái đó em phải là một người, là người yêu thì mình phải có cái đấy chứ. Nhưng mà với tất cả những cái biểu hiện này thì chị có thể nói rằng anh này không nghiêm túc với em và anh đang cố tình trốn tránh cái mối quan hệ này. Cũng có thể là anh ta tìm được một mối khác, anh ta chuyển đến một nơi công tác mới, tìm mối khác, anh ta nghĩ rằng à cái mối này thôi mình dừng thôi. Cũng có thể như vậy. Hoặc cũng có thể là à mối tình sau khi mình quay trở lại với vợ thì à mình muốn gắn bó với vợ mình hơn. Ví dụ như vậy. Rất nhiều tình huống có thể xảy ra. Nhưng cái điều quan trọng là gì? À, mình không là gì trong cuộc sống của anh ta cả. Em có nói là anh ta chu cấp cho em hàng tháng đúng không? Lo cho em hàng tháng. Em cũng không vì cái điều này mà thể hiện cái sự phụ thuộc của mình. Nhưng đương nhiên rồi, đàn ông ấy, một khi người ta muốn tán tỉnh một cô gái, đặc biệt là những cô gái mà khó tán rồi lại hấp dẫn, ví dụ như vậy, thì đương nhiên là anh ta sẽ phải chu cấp tiền, đúng không? Rồi là tặng quà, những món quà có giá trị, thì đấy là cái chiêu của họ mà. Nếu họ có những cái đấy thì họ sẽ cung cấp để cho cái người kia có một phần phụ thuộc vào mình và thích mình. Cái thứ nữa là nếu họ không có cái đi đấy đi chăng nữa thì họ sẽ dùng những lời lẽ ngon ngọt và những cử chỉ thân mật rồi những cái khác để thu hút cái cô gái đấy. Đấy, họ phải có cái điều gì thì mới có thể thu hút được những cô gái này chứ, đúng không? Không tiền bạc thì tình cảm, mà không tình cảm thì những lời nói ngọt ngào, thì họ phải có cái đấy thì các cô gái thì mới có thể vào trong được chứ, đúng không em? Cho nên chị nghĩ rằng à, đây cũng là một lời cảnh tỉnh cho tất cả cô gái khi mà quen với những chàng trai mà đã có vợ. Em ạ, à, người ta nói là ly thân thì mình tin là ly thân, là trong khi đó cách nhau 1.000 km, em chưa từng gặp bất kỳ một người thân nào của anh ta, đúng không? Thì mình phải biết để mình kiềm chế cái tình cảm của mình lại. Thì những cái đó mình phải tỉnh táo. Con gái là mình phải hiểu những cái đấy, chứ không phải là người ta quen mình, người ta chu cấp cho mình thấy người ta tốt, xong rồi người ta nói cái gì thì mình tin người đấy, đặc biệt là những người đã có gia đình nữa. Em ạ, đừng bao giờ bước vào trong một mối quan hệ mà anh ta đã có gia đình em nhá. Đấy là một cái sự thiệt thòi dành cho em mà chị không khuyến khích các cô gái bước vào đâu. Vì cái nguy cơ tiềm ẩn, cái nguy cơ bị lừa dối là rất lớn. Người ta nói ly thân á, nhưng mà người ta vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa mà. Tại sao mình phải chui đầu vào giọ như thế hả em? Bây giờ mình còn con trẻ, tuổi trẻ phơi phới ra đây, còn có biết bao nhiêu người đàn ông tốt. Tại sao lại vùi mình vào một đầu một người đàn ông đã có vợ?
rồi tin tưởng người đàn ông là có vợ. Trong một cái video thì chị có nói rất là rõ đấy, đừng bao giờ tin vào lời nói của một kẻ vụng trộm em ạ. Người ta đã phản bội người ta, vợ người ta để đi ra ngoài người ta nói thì người ta phải nói hay nói đẹp chứ. Mình tin vào những người lời nói đấy thì tức là mình bị lừa dối. Cho nên là chị hy vọng rằng trong tình huống này thì em cũng sẽ tỉnh táo. Cái tin nhắn mà em nhận được từ cái số điện thoại của anh này là một tin nhắn giả. Nó có tác dụng là gì? Nó có tác dụng là để em đừng có liên hệ vào cái số đấy nữa, cắt đứt mối quan hệ đi, rồi em muốn xử lý thế nào thì xử lý. Hoặc cũng có thể anh ta lùi cho mình một cái con đường lui, để ví dụ là sau này một thời gian nữa biết đâu mình lại quay trở lại đây làm việc, mình lại gặp cô ấy, xong rồi mình sẽ nói là lúc ấy anh điện thoại của anh bị hỏng, điện thoại của anh bị mất, anh không thể liên lạc được với em, anh nhớ em quá, vân vân và vân vân. Thế mình phải tỉnh. Trong cái tình huống này thì chị có thể thấy rằng rất nhiều cái biểu hiện đấy nó thể hiện gì? Nó thể hiện rằng anh này không có thực sự là muốn nghiêm túc với em đâu, cũng không phải là có cái ý định là anh sẽ rời xa gia đình của mình xong rồi tiến tới với em đâu. Cho nên là mình phải tỉnh táo, mình phải nhận biết cái mối quan hệ này để mình thôi dừng lại đi. Cho nên bây giờ chị hy vọng rằng em sẽ nhận biết được cái vấn đề, những cái khả năng mà nó đang xảy ra với em, để mình có một cái suy nghĩ sao cho nó phù hợp em nhá. Chứ còn rõ ràng là anh chàng này có vấn đề rồi, chứ không bao giờ là cái chuyện anh ta không có vấn đề cả. Anh ta chắc chắn là có vấn đề, anh ta không chân thành với em. Một trong những cái điểm yếu của rất nhiều cô gái đấy là bị những lời nói ngon ngọt nó làm mình mù quáng, trong khi những lời nói ngon ngọt đấy nó không có thật. Anh yêu em nhiều lắm, anh nhớ em nhiều lắm, anh nhớ em cồn cào, anh nhớ em da diết. Ô thích người ta nói thế thì mình tin là như thế à, đúng không? Đấy, nhiều khi tất cả những câu nói đấy nó phát ngôn ra từ một người vụng trộm thì mình phải hiểu, thì tất cả những câu nói đấy người ta phát ra thì mình phải có cái cách nhìn đúng đắn với nó chứ. Là con gái thì mình phải biết bảo vệ mình và phải cẩn thận. Cái câu chuyện này nó cũng như một lời cảnh báo cho tất cả các cô gái, những cô gái còn trẻ, những cô gái còn non nớt, những cô gái vẫn còn đang có cái ý định tin vào lời lẽ của những người đàn ông có vợ, thì hy vọng rằng các bạn cũng sẽ tỉnh ngộ và nhận ra. Đừng các bạn ạ, chưa có một cái mối tình nào mà có một cái kết viên mãn cho cuộc tình của những người phản bội hết. Rất nhiều cô gái đã yêu những người đàn ông đã có vợ xong rồi đau khổ. Nói chung ý, cái tình huống của mỗi người thì rất đa dạng và muôn hình muôn vẻ. Những cái kết chung đấy là đau khổ, đấy là không có được một mối tình và một hạnh phúc nó viên mãn mà đáng lý ra là mình nên có. Cho nên chị hy vọng rằng em sẽ tỉnh táo trong mối quan hệ này, để nói chung mình bây giờ đã tình huống nó đã như vậy rồi thì mình biết tiếp tục cái cuộc sống của mình thôi. Còn sau này mà nếu anh ta có liên hệ với mình thì mình cũng không liên lạc lại với anh ta nữa, mình sẽ bắt đầu cuộc sống của mình. Chứ không phải là vì anh ta không lo được cho em nữa thì là anh ta dừng lại đâu em. Có thể là bây giờ anh ta đã thấy rằng mối quan hệ này nên kết thúc, bởi vì có thể là anh ta không sống ở đây nữa, anh không làm việc ở đây nữa. Hoặc cũng có thể là anh ta về nhà bị vợ anh ta phát hiện và vợ anh ta ép anh ta phải dừng lại mối quan hệ với em. Ví dụ thế, nó có rất nhiều tình huống. Nhưng tự chung lại là mình không phải là duy nhất với anh ta, mình không phải là người mà anh ta sẽ gắn bó lâu dài và sẽ kết hôn với mình em nhá. Thì mình nên tỉnh táo và mình bước đi để mình đón chờ một cái hạnh phúc nó thực sự thuộc về mình. Mình đâu có thảm thế, đúng không em? Cái việc anh ấy lo cho em mỗi tháng ấy, thì mình cũng nên là một người mà không bị phụ thuộc vào đấy. Mình tự lo cho cuộc sống của mình tự làm cho mình hạnh phúc. Mình thích cái gì mình tự kiếm tiền để mình mua, thì cái đấy nó sẽ làm cái thứ bền vững. Và chị tin rằng nếu như em cứ làm một cô gái tốt, có luôn luôn làm theo những cái quy chuẩn đạo đức, những cái điều mà mình thấy đúng đắn trong cuộc sống này ấy, thì mình sẽ có hạnh phúc em nhá. Chị hy vọng rằng em sẽ tỉnh táo để bước qua khỏi mối quan hệ này và đón chờ cho mình một cái mối tình nó thực sự đúng nghĩa và sẽ làm cho em hạnh phúc. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.